Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, kết quả thu ngân sách của tỉnh Cà Mau năm sau luôn cao hơn năm trước, kể cả trong bối cảnh chịu nhiều tác động của tình hình dịch COVID-19. Thì năm 2020, Cà Mau vẫn thu ngân sách đạt hơn 6.310 tỷ đồng, vượt dự toán. Đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách của tỉnh phải kể đến cụm công nghiệp khí điện đạm Cà Mau. Năm 2020, trong bối cảnh ngành dầu khí gặp khủng hoảng kép do giá dầu suy giảm và tác động của đại dịch COVID-19, nhưng cụm khí điện đạm Cà Mau vẫn nộp ngân sách hơn 1.674 tỷ đồng. Cục thuế tỉnh Cà Mau cho biết, nguồn thu từ cụm khí điện đạm Cà Mau là nguồn thu lớn nhất trong các nguồn thu ngân sách của tỉnh những năm qua. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong những năm qua thì nó tăng trưởng qua hàng năm. Hàng năm thì có thể tăng trưởng 15 đến 20% là cái chung của tỉnh. Trong đó thì cái đóng góp của cái cụm khí điện đạm thì nó chiếm cái tỷ trọng cũng tương đối lớn, từ 28 đến 30% của hàng năm. Trong đó riêng thì từ năm 2016 đến năm 2020, 5 năm liên tục thì mình thu trên cái cụm này trên 7.284 tỷ. Khí điện đạm Cà Mau là cụm công trình quan trọng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Cụm khí điện đạm Cà Mau đi vào vận hành an toàn, ổn định, giúp phát huy được tiềm năng thế mạnh của vùng đất cực Nam Tổ quốc, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cà Mau. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, tính đến tháng 2 năm 2021, tổng doanh thu toàn cụm khí điện đạm Cà Mau gần 245.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 16.500 tỷ đồng. Ngoài việc thực hiện thành công cái chiến lược của tập đoàn đối với việc phát triển cái khu vực Tây Nam của Tổ quốc thì cũng giúp cho cái việc chúng ta nâng cao được giá trị sử dụng tài nguyên dầu khí, đưa các cái công nghệ mới, đưa các cái khoa học mới và đưa các cái sản phẩm mới ngoài dầu khí như là phân đạm, như là điện, như là LPG đi vào cuộc sống. Chủ trương của tỉnh là mình cũng xin cái chủ trương của Bộ Tài chính là cái tập đoàn dầu khí tất cả những cái khoản thu trên cái địa bàn tỉnh thì điều phối về cho tỉnh Cà Mau. Thì năm nay năm 2021 thì tiếp tục là cái cụm này thực hiện cho tỉnh, tức là nộp tiền cái trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên thì cái giai đoạn mà ổn định 5 năm là đã hết, thì hiện nay về phía ngành thuế thì chúng tôi cũng đã tham mưu Ủy ban tỉnh tiếp tục xin cái cơ chế của Bộ Tài chính là chuyển cái nguồn từ cái tập đoàn dầu khí, đặc biệt là trong cái cụm khí điện đạm về triển khai là nộp tại địa phương. Thì cái nguồn nếu như vậy thì cái nguồn của chúng ta mới ổn định lâu dài. Nhà máy đạm Cà Mau, nhà máy điện Cà Mau 1, nhà máy điện Cà Mau 2, nhà máy xử lý khí Cà Mau thuộc cụm khí điện đạm Cà Mau đều là những dự án quan trọng tạo nguồn thu lớn và ổn định cho tỉnh Cà Mau. Với định hướng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục phát triển cụm khí điện đạm Cà Mau trở thành trung tâm công nghiệp dầu khí hàng đầu cả nước, cũng có nghĩa là cụm khí điện đạm Cà Mau sẽ còn đóng góp nhiều hơn cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cà Mau, trong đó có việc giúp Cà Mau tăng nguồn thu ngân sách.